Bạn thường xuyên phải làm việc liên tục hàng ngày, cường độ tiếp xúc cao với các loại màn hình điện tử, máy tính khiến cho chúng ta bị mỏi và gây ra khá nhiều vấn đề không tốt cho mắt. Tất cả sẽ được giải quyết khi bạn có ngay một chiếc máy mát xa mắt NTI93 này trong gia đình. Chỉ với 199.000 đồng thay vì giá cũ là 540.000 đồng như trước đây, bạn đã có ngay một chiếc máy mát xa mắt hoàn hảo giúp mát xa thư giãn, giảm mỏi mắt, kích thích tuần hoàn máu, đánh tan cồn thâm cực kỳ hiệu quả. Chiếc máy massage mắt này phù hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là các trường hợp mắt phải hoạt động liên tục và phải chịu tác động không tốt từ môi trường xung quanh. Một bộ sản phẩm sẽ gồm có phiếu bảo hành, máy massage và một cáp sạc. Phần thân máy được cấu tạo bằng vỏ nhựa ABS chất lượng cao, bên trong có rất nhiều các hạt nam châm được đính kèm trên các nút tròn nhỏ, mềm, giúp tạo cảm giác dễ chịu trong quá trình sử dụng. Phần dây thắt có độ co giãn tốt, có đai điều chỉnh phù hợp theo nhu cầu. Máy hoạt động vô cùng đơn giản và khá tối ưu, chúng ta có thể sử dụng pin hoặc có thể sử dụng bằng cách cắm sạc trực tiếp. Máy hoạt động đơn giản, chỉ cần ấn nút và chọn một trong 3 chế độ, mạnh liên tục, nhẹ liên tục và ngắt quãng. Và tiếp theo là thời gian chúng ta thư giãn, tận hưởng. Ngân đã trải nghiệm và cảm thấy vô cùng hài lòng với những tác dụng mà chiếc máy massage này mang lại. Chi phí thì rất là tốt, mà bên cạnh đấy thì chúng ta lại loại bỏ được khá là nhiều vấn đề không tốt cho đôi mắt của mình. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Để đặt mua sản phẩm, các bạn hãy để lại số điện thoại để được tư vấn chi tiết nhất nhé. Chúc các bạn mua được sản phẩm ưng ý.